Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Chương trình sáng nay, thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh động viên và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Dạy và học trong đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 14 tháng 9, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà động viên cả lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Bố Trạch. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại hai xã Thanh Trạch và Nhân Trạch. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, không quản ngại khó khăn vất vả của các lực lượng ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tiếp tục đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn để lùi dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn, kịp thời tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện để lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả. Đối với ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, đồng chí Nguyễn Công Huấn đề nghị cần vận dụng linh hoạt và tích cực huy động cả nguồn lực để kịp thời hỗ trợ động viên lực lượng tuyển đầu chống dịch yên tâm công tác. Chiều qua ngày 14 tháng 9, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm đã trực tiếp đi kiểm tra quy trình thực hiện cách ly y tế tại khu cách Trạch Nhân Trạch, Hương Trạch của huyện Bố Trạch, một số ít công dân của huyện Lệ Thủy và một số công dân của thành phố Đồng Hới từ miền Nam về. Khu cách ly tập trung nhà khách thanh niên hiện đang cách ly y tế cho 53 công dân ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch và phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới. Quy trình cách ly y tế tại cả khu cách ly tập trung được cả lực lượng chức năng thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Công dân khi vào khu cách ly tập trung được phân loại theo địa phương, theo vùng có nguy cơ cao, theo hộ gia đình và được bố trí ở nhiều khu vực riêng nên nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly là rất thấp. Quá trình cách ly, cả công dân được kiểm tra y tế, giám sát chặt chẽ theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thời gian qua, tỷ lệ F0 ở một số khu cách ly tập trung của tỉnh và của thành phố Đồng Hới tương đối cao. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết. Trong một khu cách ly như thế, các cái phòng chúng tôi chỉ thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế là 6 công dân trong một cái phòng khép kín. Cho nên là cái tỷ lệ để mà lây nhiễm chéo trong khu cách ly rất thấp. Về cái vấn đề F0 trong các khu cách ly nhiều, chúng tôi kết hợp với CC tỉnh để điều tra thì xác minh đó là các công dân này ở cộng đồng đã có cái tải lượng virus sẵn, cho nên là vào trong khu cách ly nó sẽ bùng phát và khi xét nghiệm bóc tách trở thành F0. Cụ thể là từng địa phương với cái lượng F0 thì khác nhau. Cho nên là ở đây chúng tôi rút ra một điều, đó là các địa phương đem vào công dân vào cách ly ở các cái khu cách ly của tỉnh là người ta đã bóc tách và điều tra truy vết đúng các cái đối tượng để đi cách ly, cho nên là tỷ lệ dương tính cao. Cái vấn đề thứ hai nữa, tỷ lệ dương tính trong khu cách ly cao cũng nói lên một điều là chúng ta giảm bớt được cái tỷ lệ dương tính ngoài cộng đồng mà ở trong khu cách ly đã được giám sát và bảo đảm an toàn hơn. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ cả quy định trong việc thực hiện cách ly y tế tập trung cho công dân, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, đảm bảo an toàn cho công dân, để dịch COVID-19 sớm được kiểm soát, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chiều qua ngày 14 tháng 9, tại huyện Bố Trạch, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 có buổi làm việc với Ban dân vận tỉnh ủy về thực hiện chương trình phối hợp Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân tháng 9 năm 2021. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy,
Về phía đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Xuân Lâm, Phó Hải đoàn trưởng Pháp luật Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1. Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân tháng 9 năm 2021 với những hoạt động cụ thể thiết thực. Theo đó, hai bên tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về luật Cảnh sát Biển Việt Nam, về biển đảo, luật phòng chống tác hại của ma túy, phòng chống dịch COVID-19. Tăng cơ tổ quốc, đèn sạc chiếu sáng và chăn lông cho ngư dân huyện Bố Trạch. Do điều kiện cả địa phương đang thực hiện giãn cách và cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 nên không thể tổ chức trao quà trực tiếp cho ngư dân. Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã thông qua Ban Dân vận Tỉnh ủy trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bố Trạch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với những hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 hướng về bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình và mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với tỉnh để cùng đồng hành với bà con ngư dân, hỗ trợ tạo điều kiện để cho các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đánh bắt ở các vùng biển xa, vừa để ổn định cuộc sống, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận ủng hộ thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 từ Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh. Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh đã hỗ trợ 170 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 với tổng trị giá 150 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận cảm ơn tình cảm, tinh thần vì cộng đồng của Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh, đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để cùng cả tỉnh chung sức chung lòng đẩy lùi dịch bệnh. Ngay sau buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời bàn giao sổ thuốc trên cùng với một số mặt hàng mà đơn vị đã kêu gọi ủng hộ như quần áo bảo hộ, mặt nạ thở oxy cho khu cách ly điều trị COVID-19 tại trường Cao đẳng Luật miền Trung để góp phần phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Chung tay với chính quyền thị xã Ba Đồn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nhưng vẫn chăm lo ổn định đời sống cho người lao động của đơn vị. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn không quên chia sẻ trách nhiệm cộng đồng xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, quan tâm chung tay cùng với cả cấp ủy đảng, chính quyền thị xã trong phòng chống dịch. Trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn ủng hộ vật tư y tế, lương thực, thực phẩm tại các khu cách ly và các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã chung sức đồng lòng vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất vừa để tăng nguồn thu, vừa để tạo việc làm ổn định cho công nhân, người lao động, góp phần phát triển kinh tế vững chắc cho địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có quyết định thành lập khu lưu trú cho cán bộ nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thành lập khu lưu trú cho cán bộ nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại khách sạn White Rose có địa chỉ tại số 1 đường Lý Nam Đế, phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới với 23 phòng, 40 giường. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh quản lý vận hành khu lưu trú cho cán bộ nhân viên y tế, đồng thời bố trí xe chuyên dụng đưa đón nhân viên y tế của bệnh viện, đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch. Sở Y tế vừa có hướng dẫn an toàn đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại cấp xã. Đối với các lực lượng được cử tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các địa phương, bao gồm nhân viên y tế, sinh viên khối ngành sức khỏe, các lực lượng khác, cán bộ y tế nghỉ hưu, giáo viên, thanh niên, tăng ni Phật tử, tu sĩ, lái xe. Sau khi kết thúc thời gian công tác, được xét nghiệm sars COVID-2 trước khi kết thúc thời gian công tác. Đối với người làm nhiệm vụ có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm sars COVID-2, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, phục vụ cả cơ sở cách ly tập trung, làm việc tại cả cơ sở thu dung điều trị COVID-19, hỗ trợ trạm y tế lưu động cấp thuốc cho người nhiễm sars COVID-2. Đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến về địa phương, thực hiện xét nghiệm sars COVID-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày đến về địa phương,
tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện đầy đủ 5K. Chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 14 kể từ ngày đến về địa phương. Tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện đầy đủ 5K của Bộ Y tế. Đối với tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại cấp xã, sau khi kết thúc ca làm việc, ca trực và trở về nơi lưu trú, thu dọn khăn giấy, khẩu trang, găng tay và vật dụng đã qua sử dụng trong quá trình làm việc, bỏ vào thùng rác theo đúng quy định và rửa tay sát khuẩn. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng, kính chắn gió giọt bắn bằng gạc hoặc vải tẩm côn 70 độ, bình uống nước, cốc uống nước, để và giặt riêng đồ dùng, quần áo sau khi làm nhiệm vụ, thay quần áo trước khi tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình nơi lưu trú. Hạn chế tiếp xúc với những người trong gia đình nơi lưu trú nếu không cần thiết. Tuân thủ quy định phòng chống dịch và thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. Tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân. Nếu có các biểu hiện như sốt, đau họng, khó thở, sổ mũi, nghẹt thở, đau cơ, đau đầu, thay đổi mùi vị, đau bụng, tiêu chảy thì báo ngay cho người có thẩm quyền. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTD của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã biên giới biển, bên cạnh việc thực hiện chấp hành chỉ thị nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, thì một số người dân vẫn cố tình vi phạm, buộc cả cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 9, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng trạm kiểm soát biên phòng Cảng Danh, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh phát hiện hai tàu cá QB2315TS do ông Phạm Văn Anh, sinh năm 1976, làm thuyền trưởng và ba thuyền viên. Tàu QB92483TS do ông Hoàng Thái Công, sinh năm 1982, làm thuyền trưởng và một thuyền viên. Cả hai chủ tàu và các thuyền viên đều thường trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa phương đang trong thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xuất biển không chấp hành yêu cầu về kiểm tra, kiểm soát của người có thẩm quyền, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập biên bản vụ việc, phối hợp với chính quyền và cơ quan y tế địa phương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu hai chủ tàu điều khiển phương tiện về khu vực trạm kiểm soát biên phòng Cảng Danh để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 12 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, đồn biên phòng Lý Hoa phối hợp với công an địa phương phát hiện 7 ngư dân ở Âu Thuyền, xã Bắc Trạch dùng thuyền máy vượt trạm để về nhà tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo đường biển. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho chính quyền và y tế địa phương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không để công dân trốn khỏi khu vực phong tỏa, khu cách ly, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục. Lực lượng chức năng phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp đã sử dụng sai mục đích của giấy đi đường. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt đối với bà VTTN, sinh năm 1984, trú tổ dân phố 2, phường Bắc Lý, nghề nghiệp buôn bán, và bà VTLG, sinh năm 1990, trú tổ dân phố 3, phường Bắc Lý, nghề nghiệp lao động tự do, với hành vi vi phạm, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ra đường khi không thực sự cần thiết trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 được quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, bà VTTN và bà VTLG sử dụng sai mục đích của giấy đi đường. Cụ thể, hai trường hợp này dùng giấy đi đường để đi lấy quà là hàng không thiết yếu từ vùng phong tỏa tại tổ dân phố 15 phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới cũng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 3 triệu đồng một trường hợp. Việc sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch và nỗ lực của toàn xã hội, gây khó khăn trong việc kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua cả chốt kiểm soát dịch của các địa phương. Do đó, nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch và hạn chế dịch bệnh lây lan, mỗi người dân cần có ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định của chính phủ về giãn cách xã hội. Ai ở đâu, ở nguyên đó, chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
Hơn bao giờ hết, trong tình hình diễn biến dịch bệnh rất phức tạp như hiện nay, thì mỗi một người dân hãy nêu cao ý thức trong phòng chống dịch vì chỉ bản thân mình và cho cả người thân cũng như cả cộng đồng xã hội. Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 đã và đang được huyện Tuyên Hóa quan tâm triển khai thực hiện. Từ ngày 8 tháng 6 năm 2021 đến nay, khu cách ly tập trung của huyện Tuyên Hóa đã đón trên 50 đợt công dân từ các vùng có dịch về cách ly với số lượng 533 người. Các lực lượng chức năng tại khu cách ly thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các công dân ở đây tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, phòng chống dịch bệnh. Các loại rác thải là đồ dùng của công dân được tập hợp riêng bỏ vào thùng rác có dán nhãn chất thải có nguy cơ chứa sars cov 2 và giao cho xe chuyên dụng của bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa chở đi tiêu hủy. Hàng ngày là cán bộ chiến sĩ chúng tôi làm nhiệm vụ ở đấy thì là cũng là thường xuyên là thu gom rác thải trong ngày và là tuyên truyền với bà con là thu gom rác thải và phân loại rác thải theo hai thùng riêng, thùng vàng thì để rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm, còn thùng tránh là để cho bà con là bỏ các cái rác thải là bình thường, và là mỗi lần là thu gom rác thải xong thì chúng tôi là đều là xử lý hóa chất để phun khử khuẩn. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế nói chung, rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải y tế với Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để xử lý chất thải theo đúng quy trình công nghệ xử lý chất thải y tế. Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Tuyên Hóa đã chỉ đạo các khoa phòng, đặc biệt là các cán bộ y tế đi lấy điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn, làm tốt công tác thu gom và xử lý chất thải y tế. Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế Tuyên Hóa thì tiếp tục chỉ đạo các khoa phòng, các trạm y tế cũng như phối hợp với các đơn vị có liên quan trên bàn thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại và xử lý các chất thải y tế, đặc biệt là chất thải có nguy cơ lây nhiễm với SARS-CoV-2 trên địa bàn Tuyên Hóa để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh để tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn Tuyên Hóa. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, từ ngày 8 tháng 6 đến nay, gần 300 kg rác thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 được thu gom tại các cơ sở y tế và các khu vực cách ly trên địa bàn huyện. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu cách ly và các cơ sở y tế trong toàn huyện đã và đang được Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm không gây phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, cũng như an toàn cho người cách ly, nhân viên quản lý, người tham gia quản lý chất thải. Trong quá trình thu gom thì được vận chuyển bằng xe thùng khép kín. Được khi đưa rác lên xe thùng thì cũng có phun khử khuẩn bằng chloramin. Sau đó đưa về tại nhà xử lý rác của bệnh viện. Thì tại đấy thì rác sẽ được cho vào máy hấp ướt, khử khuẩn ở nhiệt độ 135 độ C. Sau đó thì là khoảng 1 tiếng thì là được chuyển qua máy nghiền, rác sẽ được nghiền nhỏ và được xử lý cũng giống như các cái rác thải thông thường của bệnh viện. Bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị chức năng, các địa phương trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là những người thực hiện cách ly y tế, tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế về chăm sóc sức khỏe, chủ động thực hiện quy định 5K, sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách để ngăn chặn cả nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở,
gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho nửa sông Phủ Hòa dâng cao, chảy xiết, đoạn hai bên bờ sông qua xã Phủ Thủy, huyện Lệ Thủy bị sạt lở nghiêm trọng. Bờ sông Phủ Hòa đoạn qua xã Phủ Thủy bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 150 m. Riêng đoạn chảy qua thôn Phủ Hòa, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, làm đổ sập cổng đường vào nhà, sân của gia đình ông Đoàn Văn Túy. Điểm sạt lở sâu 2-3 m và chỉ còn cách nhà ở khoảng 4 m. Hiện chính quyền địa phương đã kiểm tra, nắm tình hình và chuẩn bị phương án vận động người dân tạm thời di rời đến nơi an toàn. Thời điểm này, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bà con nông dân thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn gia súc trước mùa mưa lũ đang đến gần. Theo đó, bà con nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn đang tích cực thực hiện các biện pháp như phơi khô rơm rạ để dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc khi mùa mưa lũ về, đồng thời chủ động xây dựng chuồng trại kiên cố cho đàn gia súc. Việc chủ động bảo vệ đàn gia súc trước mùa mưa lũ được bà con thực hiện hàng năm vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch nhằm bảo vệ, hạn chế thiệt hại về tài sản của bà con trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng khiến cuộc sống có nhiều xáo trộn. Không ít thách thức đã và đang đặt ra cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc dạy và học như thế nào để mang lại hiệu quả trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vẫn đang là bài toán khó. Năm học 2021-2022, Quảng Bình là một trong số những tỉnh thành không tổ chức lễ khai giảng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quy định này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh và học sinh vì mục tiêu đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Để học sinh thực sự tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã khuyến khích các nhà trường trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến cho học sinh. Về phía nhà trường, tiểu học số 2 Bắc Lý và cán bộ giáo viên thì đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như máy tính, rồi nối mạng, rồi tổ chức tập huấn cái việc sử dụng thành thạo các cái phần mềm dạy học, rồi lên kế hoạch dạy học trực tuyến thời khóa biểu là phù hợp, tổ chức test thử sử dụng cái phần mềm Zoom với cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh các lớp kiểm tra xem thử là số lượng bao nhiêu học sinh đã đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều từ các bậc phụ huynh, những rào cản cho mặt bằng chất lượng cuộc sống của mỗi vùng miền, từng gia đình và các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn cho các em trong môi trường mạng. Đối với bản thân em thì em cảm thấy là việc học online là không quá khó khăn đối với em, bởi vì em may mắn được sinh ra trong gia đình không phải là quá giàu nhưng mà cũng đủ khả năng để có thể cho em điều kiện tốt nhất để có thể phục vụ cho việc học. Đối với việc học online thì em cảm thấy thuận lợi ở chỗ đó chính là mình có thể tiếp cận với nhiều tài liệu hơn và học cùng thú vị, nhưng mà em vẫn thích học trực tuyến hơn bởi vì có bạn bè và chúng ta cũng có thể là có bạn bè như là động lực học. Hiện tại thì gia đình em gặp hoàn cảnh khó khăn, hiện tại không có tivi với máy tính, điện thoại thông minh nên không có phương tiện đó nên em chỉ ở nhà nên em mong muốn là được hỗ trợ một thiết bị học tập thông minh nào đó để giúp em học xong chương trình 12. Hiện nay một số nhà trường, phụ huynh học sinh cũng đã hướng dẫn con em, nhất là học sinh các lớp cuối cấp chủ động ôn tập kiến thức thông qua các kênh truyền hình trong thời gian tạm ngừng đến trường do dịch bệnh. Đây có thể xem là giải pháp tình thế đối với những vùng sâu vùng xa, sóng truyền hình phát huy được thế mạnh phủ sóng nhằm giúp các em học sinh ở những vùng khó khăn vẫn có cơ hội được trau dồi tri thức. Tuy nhiên trên thực tế, phương pháp học này bộc lộ một số hạn chế vì việc học trên truyền hình chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức, nhưng thiếu tính tương tác giữa giáo viên và học sinh và cũng rất khó kiểm soát được học sinh. Bởi vậy, để có được những bài học hiệu quả, phụ huynh và học sinh vẫn mong muốn nhiều hơn thế. Mấy ngày nay em học trực tuyến trên đài phát thanh truyền hình Quảng Bình. Em thấy các thầy cô dạy không khác gì ngoài trường. Thầy cô ra bài tập đầy đủ để bọn em làm không chậm tiến độ của chương trình. Nếu như có đề xuất thì em đề xuất thầy cô áp dụng hóa đơn thực
thực tế nhiều hơn thì tụi em dễ hiểu hơn. Mấy ngày hôm nay là tôi cũng có theo dõi con học trực tuyến trên đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, và tôi thấy việc học trực tuyến cũng tương đối dễ hiểu, dễ tiếp thu. Nhưng đối với bản thân tôi là tôi vẫn muốn con cái đến trường học tập và gặp gỡ bạn bè để trau dồi các kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân mình hơn. Ngân sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục có thể vận dụng để tinh giảm chương trình khi thấy cần thiết, tăng cường phối hợp với phụ huynh trong việc hỗ trợ cho học sinh và nắm bắt các cái điều kiện học tập của học sinh ở các vùng miền, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để có các cái biện pháp hỗ trợ kịp thời. Xây dựng và phát triển năng lực tự học cho các em ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học là chủ trương đúng và cần thiết, nhưng để đạt hiệu quả, chất lượng, hạn chế các tác động ngược chiều trong bối cảnh kỹ năng thực hành an toàn công nghệ thông tin còn hạn chế, thì cần thêm các hướng dẫn cụ thể về liều lượng, mức độ áp dụng các hình thức dạy học phù hợp từng nhóm tuổi, điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, cơ sở giáo dục. Nếu trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, giáo viên và học sinh chưa thể đến trường, phải thay đổi để thích nghi bằng việc áp dụng những phương pháp hiện đại như dạy học qua truyền hình hay dạy học online, thì cần có giải pháp kết nối nguồn lực hỗ trợ giáo viên học sinh các địa bàn khó khăn. Các bài giảng phải được xây dựng đảm bảo tính khoa học sư phạm, phù hợp với học sinh từng cấp học và theo đúng giáo trình đã lựa chọn. Đặc biệt, sự đồng hành của phụ huynh sẽ tạo động lực giúp con em của mình không bị giới hạn trong việc tiếp cận tri thức, nâng cao ý thức học tập. Có như vậy mới mang lại kết quả khả quan.